Học viên lớp 4 ạ. Khi hợp nhất vào quả địa cầu thì con tưởng tượng ra quả địa cầu trước mắt mình màu xanh như quả địa cầu ở trên màn hình phát sóng, có được không ạ? Và con cũng truyền tải năng lượng ra thế giới vào quả địa cầu như vậy. Con tưởng tượng thế giới thu nhỏ và mình lan tỏa vào thẳng quả địa cầu như thế, có được không hả chú? Chú khuyên là chúng ta nên theo những công thức và thực hiện với hình thức đơn giản nhất, không nên tạo những cái sự việc mà nó phức tạp lên. Tại vì khi chúng ta phức tạp chừng nào thì chúng ta dễ bị chi phối như chừng đó. Nên là chú khuyên là nên theo những công thức và thực hiện cần cho đúng cách. Làm gì thì quả địa cầu. Cảm ơn chú. Christine, con làm ơn dịch xuống cô. Yeah. The next question is, when unify the energy into the earth, I imagine that the earth is shrinking, and I transmit the energy into the earth. Is that okay? And Mr. Lee said, I advise you to follow the formula. Don't overcomplicate things. Just follow and stick with the formula, with the instruction, and practice the formula so that way you can receive the benefits and the results.